Sri Lanka mừng đại lễ Phật đản tên từ Colombo. Hàng chục ngàn người từ khắp Sri Lanka đã kéo đến thủ đô Colombo từ ngày thứ Tư để chào mừng đại lễ Phật đản, là lễ hội tôn giáo quan trọng nhất trong năm, đánh dấu sự ra đời, sự giác ngộ và sự suy thoát của Đức Phật. Mặc dù đại lễ Phật đản được tổ chức trên toàn quốc đảo, nhưng Colombo vẫn là trung tâm của những sự kiện lễ hội với những lồng đèn, những ánh đèn đầy màu sắc và cờ Phật giáo trang trí khắp thành phố. Số lượng du khách đến tham dự các lễ kỷ niệm kéo dài một tuần đã gia tăng đáng kể từ khi cuộc chiến tranh chống lại thành phần ly khai Hổ Tamin kết thúc cách đây 5 năm. Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Tích Lan, Hòa thượng Jagat Sumathipala cho biết họ ước tính sẽ có ít nhất 1,5 triệu người đến đây trong 4 ngày tới. Colombo đã chật kín người và phương tiện giao thông cho đến tối khuya và các cảnh sát giao thông đã được triển khai để giải quyết tình trạng kẹt xe. Hơn 2/3 của dân số 20 triệu người Sri Lanka là Phật tử.